Hello. Hello. Xin kính chào quý cô chú anh chị em nhé. Vâng, lại là Nguyễn Nam Tuyến đây ạ. Vâng, kính chào quý cô chú anh chị em đến với tương lai của Nguyễn Nam Tuyến nhé. Nguyễn Nam Tuyến sinh năm 1976 ở tại Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội đây cả nhà ơi. Hôm nay lại như những buổi thường lệ là cứ 14 giờ hàng ngày Tuyến lên live stream, Tuyến lên để lan tỏa đến cho mọi người biết được rằng Tuyến đang là một người tiên phong, quý vị nhé. Tuyến đang là một người tiên phong bước chân vào cái thế giới đầu tư, quý vị ạ. Bởi vì ở nhà Tuyến từ xưa đến giờ rồi thì anh chị em, bố mẹ anh chị em rồi bạn bè của Tuyến chưa hề biết đầu tư là gì cả, quý vị ạ. Hoặc là mọi người cũng có biết đầu tư rồi nhưng mọi người chưa định nghĩa được như thế nào là đầu tư. Và Tuyến bây giờ là đang là nhà đầu tư. Trong tay Tuyến đang nắm giữ, xin chào bạn Văn Tự Lò nhé, trong tay Tuyến đang nắm giữ một cơ hội kim cương cả nhà, một cơ hội kim cương. Nhưng mà cũng đến với cái cơ hội kim cương này, Tuyến đến với cơ hội kim cương này nó rất là dễ dàng, rất là một cách rất dễ dàng thôi quý vị ạ, một cách rất là ngẫu nhiên. Trong những cái buổi live trước thì Tuyến thường nói với cả 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 nhà ta là như này này. Tuyến là một người có một cái công việc ổn định, đó là đi chợ 20 mấy năm nay rồi. Bản thân thì Tuyến được sinh ra trong một gia đình, bố mẹ Tuyến là nhà nông, đông anh chị em. Chính vì bố mẹ Tuyến là nhà nông cho nên không có điều kiện để lo công ăn việc làm cho các con. Và anh chị em nhà Tuyến ngay từ thuở nhỏ đã xác định là mình, bởi vì là bố mẹ là không có điều kiện lo cho các con, cho nên là anh chị em nhà Tuyến là đã xác định phải tự lập từ thuở nhỏ, quý vị ạ. Tự lập từ thuở nhỏ. Thế thì Tuyến thì có một cái công việc ổn định, đó là Tuyến đi chợ. Đi chợ thì nói chung là thu nhập thì cũng tạm ổn, cũng lo được cho công việc gia đình, lo lắng được cho công việc gia đình. Thế mà trong cái việc vốn liếng ấy thì ngoài cái việc trang trải cuộc sống sau đó thì có dư đồng nào ấy, thì cũng như là quý cô chú anh chị thôi, cũng theo cái cách nghĩ từ xưa đến giờ của chúng ta, đó là ta dư được đồng nào ta mang ra ngoài ngân hàng ta gửi, đó là cái chắc nhất, đúng không ạ? Đó là cái chắc nhất. Thời gian thì nó cứ âm thầm thì trôi đi như vậy, nhưng mà trong lòng Tuyến ấy quý vị ạ, trong lòng Tuyến luôn luôn khát khao đi tìm cho mình một cái cơ hội để bứt phá, mình gọi là cái tìm cho mình một cái cơ hội đổi đời để bứt phá mình, để làm sao cái đồng vốn liếng nhỏ lẻ của mình tối ưu nhé quý vị nhé, tối ưu lên. Và Tuyến âm thầm đi tìm cái cơ hội đó thì như nào ạ? Có khả năng là trong lòng mình luôn luôn khát khao đi tìm kiếm một cái cơ hội đó thì cơ hội rơi bùng phát xuống đầu Tuyến, quý vị ạ. Vào một ngày cuối tháng 5 năm 2023 năm ngoái ạ, thì một bà chị đi qua Tuyến và còn nói với cả Tuyến là chị thấy vợ chồng em đi chợ vất vả quá. Chị có một cái cơ hội này muốn thay đổi cuộc đời, muốn giúp cho các em thay đổi cuộc đời của các em. Mà cái cơ hội này nó rất là tốt.
Bởi vì bản thế thì đầu tiên thì Tuyến cũng có tự hỏi trong lòng của mình là tại sao chị lại 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 có cái cơ hội nào tốt nhưng mà chị lại mách bảo mình, quý vị ạ. Thế nhưng mà Tuyến không dám hỏi, mà Tuyến chỉ kiểu là áy náy hỏi cái câu hỏi nó ở trong lòng mình. Thế vậy, chào em Trang, Trang Quỳnh Trần, chào em Trang, một cổ đông vô cùng tâm huyết của UST. Thế khi mà trong lòng Tuyến hỏi như thế, thế thì bà chị có nhìn thấy ánh mắt của Tuyến, thế bà chị mới có hiểu được và nói là như này này quý vị này. Có thể là em đang thắc mắc là tại sao chị lại trao cho em cơ hội như thế phải không? Thế Tuyến gật, thế thì chị có bảo là chị thấy là vợ chồng em rất là chân chất, chất phác. Và chị có một cái cơ hội rất tốt chị muốn trao cho em. Mong là em hãy nhận lấy, đón nhận một cách nghiêm túc. Bởi vì trực tiếp chị là người đã đi sang Belarus, đi sang công viên thử nghiệm Ecotechno Park ấy, ở bên Belarus đấy quý vị ạ. Và chị đã đi trên con tàu nó lao vun vút ở trên không. Và trong một thời gian ngắn thôi, chị chuyển cho Tuyến các cái tài liệu Tuyến xem, và đặc biệt là cái tài liệu đầu tiên, cái tài liệu hơn 6 phút ấy, nói về con tàu của tập đoàn chúng ta ấy đang lao vun vút ở trên ấy. Thì Tuyến nghe tất cả những lời lời ở trong đoạn video đó và xem tất cả những hình ảnh đó, và Tuyến nhìn thấy ngay đây nó là một cái cơ hội để cho mình thay đổi cái cuộc đời của mình, quý vị nhé, thay đổi cái cuộc đời của mình. Nó chính là cái cơ hội để nhân cái đồng tiền của mình lên rất nhiều lần, quý vị ạ. Bởi vì Tuyến nhìn thấy con tàu nó lao vun vút ở trên cao, và Tuyến thấy rằng đây nó chính là con tàu mà cả cái xã hội này, cả toàn nhân loại này sau này sẽ cần đến. Bởi vì nó là một phương tiện đi trên không từ cách mặt đất 15 đến 20 mét, không giao thoa, không mâu thuẫn bất kỳ, xung đột bất kỳ với bất kỳ một phương tiện nào bên dưới mặt đất, là thứ nhất. Thứ hai nữa là không gây ảnh hưởng, không tắc đường, không gây tai nạn giao thông cho bất kỳ một ai cả, bởi vì một mình nó trên đường trên cao, và không gây ô nhiễm môi trường, quý vị ạ. Đây nó chính là gì? Nó chính là con tàu mà nó hội tụ đầy đủ những các cái coi như là nó là chính là cái giải pháp tối ưu cho cái ngành giao thông hiện tại, quý vị nhé. Tắc đường này, tai nạn giao thông này, ô nhiễm môi trường này, quý vị ạ. Đây nó chính là cái giải pháp mà rất nhiều những chính phủ của các quốc gia trên toàn thế giới, rất nhiều các nhà khoa học, các công trình nghiên cứu để tháo gỡ, giải đáp được ba cái bài toán hóc búa của ngành giao thông này. Và Chủ tịch Anatoly Zunicki đã là người gì ạ? Một nhà khoa học thiên tài có hơn 200 các bằng phát minh sáng chế. Hơn 16 các bài báo chuyên khảo và là giám đốc của hai dự án Liên Hợp Quốc, thành viên của Liên đoàn Vũ trụ Liên Xô, quý vị ạ. Nhà khoa học giỏi lắm, quý vị ạ. Nói đến 200 bằng phát minh thì Tuyến thử hỏi quý vị xem có mấy người được một mình được sở hữu được lắm bằng phát minh như như vậy, và đặc biệt là những cái bằng phát minh của ông, những cái công trình khoa học của ông đều xoay quanh vào cái tức là xây dựng một cái thế giới này xanh sạch, giúp cho tất cả những người dân trên toàn cả cái quả địa cầu này này là lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của tất cả mọi người dân,
lo lắng cho tính mạng của tất cả mọi người dân, quý vị ạ. Và đó là ngài chủ tịch Anatoly Zhurikhin, một nhà khoa học thiên tài có 102. Và Tuyến, không riêng gì Tuyến mà rất nhiều các cổ đông tâm huyết của UST đều gọi ngài với một từ thân thương, đó là cha của mình, quý vị ạ. Hiện tại thì cái nhiệt độ hôm nay là bầu trời của Hà Nội là khá nóng. Khả năng ngoài trời bây giờ nó đang tầm 43-44 độ ấy cả nhà. Và khi mà mình cảm thấy được là trái đất nó càng ngày nó càng nóng lên như vậy, và một nhà khoa học này có những cái giải pháp, những cái gọi là giải pháp này, và những cái công trình khoa học để có thể giúp, để có thể là giải cứu cái trái đất này, quý vị nhé. Giải cứu cái trái đất này vì những cái vấn nạn ô nhiễm môi trường, vì những cái vấn nạn, tức là theo như nhà khoa học nói rằng là cả cái hành tinh chung của chúng ta này này, nó như là một ngôi nhà không vách ý, một ngôi nhà không ngăn ý, quý vị ạ. Cho nên tất cả mọi người, kể cả ngài chủ tịch, rồi kể cả tất cả mọi người, trong đó có Tuyến, trong đó có tất cả các quý vị đang xem buổi live ngày hôm nay, cũng phải tự mình có cái trách nhiệm bảo vệ cái trái đất này. Bảo vệ cái trái đất này, xây dựng cái trái đất này. Như là một cái từ mà ngài chủ tịch có nói rằng là một cái từ đó, khi mà đầu tiên Tuyến chưa hiểu là Tuyến cũng thấy là nó cũng hơi ngỡ ngàng. Thấy là cái từ đó tại sao ông lại có thể nói lại như thế. Đó là cái từ là xây UST, giải cứu hành tinh ấy, quý vị ạ. Cái buổi Zoom tối hôm qua của team chiến lược, trong đó em Nam Phạm là người chủ giảng của cái buổi Zoom tối hôm qua, quý vị nhé. Chắc nói đến em Nam Phạm thì rất nhiều cổ đông UST tâm huyết của Việt Nam đều biết được, đúng không ạ? Em Nam Phạm là một người gọi là có cái kiến thức cực kỳ là chuyên sâu, rất chuyên sâu. Vâng, xin chào quý cô chú anh chị em nhé. Một người kiến thức vô cùng chuyên sâu để nghiên cứu về ngài chủ tịch, nghiên cứu về sản phẩm của ngài chủ tịch, nghiên cứu về từng gọi là các cái chân tơ kẽ tóc của cái người sáng lập ra cái tập đoàn này, quý vị ạ. Bạn Nam Phạm là được mệnh danh không hổ danh, là hôm qua Tuyến có nhắn trên cái ô chat là không hổ danh là Google của UST Việt Nam. Đúng vậy đấy quý vị ạ. Tuyến rất là cực kỳ là ngưỡng mộ những cái thông tin, những cái kiến thức của em Nam Phạm. Tuyệt vời lắm. Một con người rất giỏi. Em sinh năm 1985 đó. Đúng là cầm tuổi, cầm tinh tuổi con trâu, cũng như là ngài chủ tịch của chúng ta đó. Cầm tinh con trâu. Phải nói là giỏi lắm. Hôm qua cái buổi Zoom hôm qua là em Nam là em ấy phân tích kỹ càng về tất cả những cái gọi là các cái giai đoạn phát triển của tập đoàn UST chúng ta. Trong đó cái lộ trình phát triển ấy, đặc biệt nó là cái giai đoạn đầu, nó là cái giai đoạn khởi nghiệp. Cái giai đoạn khởi nghiệp là hôm qua em Nam Phạm em nói là giai đoạn khởi nghiệp này còn gọi là giai đoạn đốt tiền. Đúng là như thế. Em chào anh Khải, chào quý cô chú anh chị em nhé. Chào bạn Du C Nguyễn Văn Hà, chào bác Lương Thị à. Dạ vâng, xin chào, kính chào quý cô chú anh chị em đang trên tường live của Nguyễn Nam Tuyến nhé. Em phân tích từng giai đoạn một, mà đặc biệt nó là cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn khởi nghiệp, có nghĩa là giai đoạn đốt tiền ấy quý vị ạ. Giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà
Giai đoạn thứ hai nó là giai đoạn coi như là gọi là gì nhỉ, chào bán sản phẩm à. Cái giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ năm. Giai đoạn thứ năm là cái giai đoạn vĩ đại, tức là sau này khi mà toàn bộ, vâng em chào anh, nhanh lên về đích đến nơi rồi. Vâng anh Khải, anh Khải là một người anh mà Tuyến vô cùng quý. Anh Khải là một người anh ở trong cái huyện Thường Tín này là một trong những người mà đang nắm giữ cổ phần gốc của tập đoàn UST quý vị ạ. Một người anh sinh năm 1964 ở trên thôn Phúc Am, xã Nguyễn Trãi. Thực ra mà nói, trước khi Tuyến live stream như thế này là Tuyến không biết anh Khải đâu. Thế là có một hôm mà Tuyến live stream ở cái giai đoạn trước ấy, quý vị ạ. Cái giai đoạn mà vào nó vào cuối năm ngoái khi mà Tuyến đi Dubai về là Tuyến live stream được hai buổi. Hai buổi ấy thì sau đó là Tuyến cũng bỏ lỡ, cũng một số lý do là thành ra là Tuyến cũng không được đều đặn live stream. Và trong cái hai buổi live stream đó thì là bắt gặp được anh Khải. Và bởi vì anh Khải anh là người xem live stream, sau đó thì anh Khải hôm sau điện cho Tuyến. Anh Khải nói mà thế chú ở Liên Phương à? Bảo vâng em ở Liên Phương. Ồ thế thì anh ở trên Duyên Thái. Anh biết UST từ lâu rồi nhưng mà bây giờ mới gặp được người cùng chí hướng ở huyện mình. Đó, anh Khải đấy. Và hôm sau là Tuyến có lên trên nhà anh Khải. Nhưng mà anh Khải thì là có cái sự hạn chế, kể cả anh Khải lẫn anh Chuẩn là một người anh nữa ở dưới thôn Đình Tổ, xã Nguyễn Trãi. Hôm qua thì anh Chuẩn có nói là chú thì được vợ đồng hành cùng, nhưng mà như anh với cả anh Khải thì là vợ con đều phá đám. Chào em Phượng nhá, chào bạn Cao Thu. Đó quý vị ạ, anh Khải đúng đấy, chỉ có những người khao khát tự do tài chính mới đầu tư UST. Đúng vậy, vậy anh Khải ạ. Cho nên là Tuyến là có cái hạnh phúc hơn, cái may mắn hơn anh Khải với cả anh Chuẩn. Đó là vợ Tuyến là người đồng hành cùng Tuyến từ những cái giây phút đầu tiên khi mà Tuyến đón nhận cái cơ hội này. Vợ Tuyến là người cùng với Tuyến. Đêm nằm thì Tuyến mở Zoom, mở tất cả những cái thông tin về tập đoàn, và vợ Tuyến là người thấu hiểu. Quý vị ạ, thấu hiểu. Chả có thế mà khi mà Tuyến đi Dubai về, chào Phượng. Tuyến đi Dubai về thì vợ Tuyến mới bảo là bây giờ tức là rất là vợ chồng mình là cực kỳ là rất là gọi là có phúc ba đời quý vị ạ. Có phúc ba đời mới được đồng hành cùng ngài chủ tịch Anatoly Zhulikhi này, và được nắm giữ cái cổ phần vô cùng giá trị này của ngài. Và vợ Tuyến bảo là bây giờ thì tiền thì không còn. Thế thì có em còn ít mấy chỉ vàng nữ trang, thế thì mang đi bán đi để rót sang bên tập đoàn. Thế là Tuyến ok luôn. Và hai vợ chồng mang được mấy nhẫn của bạn ấy, có mấy nhẫn, cái nhẫn với cả cái vòng với việc ấy, mang ra ngoài cửa hàng năm nụ bán được thời điểm đó là 8 chỉ. Tám chỉ lúc đó là được 48 triệu. 48 triệu. Và Tuyến rót sang bên tập đoàn cho chủ tịch phát triển công nghệ quý vị ạ. Đây là những lời lẽ của Tuyến. Là có sao Tuyến nói vậy nhá quý vị nhá. Có thể là lời ăn Tuyến nó, tiếng nói của Tuyến nó không được nó không được hoạt ngôn, nó không được gọi là logic, nó không được trơn tru ấy, thì quý cô chú và anh chị đang trên tương lai của Tuyến thì thông cảm cho Tuyến nhé. Bởi vì đây nó là gọi là những cái xuất phát từ cái cảm xúc từ trong lòng mình quý vị ạ. Kể cả vợ Tuyến cũng thế, cũng là một người mà từ xưa đến giờ rồi có biết gì về đầu tư đâu, nhưng mà khi nghe toàn bộ cái tiểu sử của ngài chủ tịch, khi nghe toàn bộ những cái nỗi đau của ngài chủ tịch, những nỗi đau của ngài chủ tịch đã trải qua,
và rất nhiều những cái áp lực, rất nhiều những cái coi là những cái rào cản để chủ tịch phát triển được thành công công nghệ UST ngày hôm nay ấy quý vị ạ, là vô vàn những cái chông gai. Cho nên giờ đây mà Tuyến hoặc cùng với các nhà đầu tư tâm huyết của UST Việt Nam ấy đi lan tỏa cơ hội với mọi người và bị mọi người hiểu lầm ấy mà. Mọi người hiểu lầm, mọi người cho là đang bán hàng đa cấp với cả đang kêu gọi cho cái tập đoàn thế nọ thế kia mà. Không sao cả. Bởi vì là cái nỗi gọi là cái mà đấy quý vị nhá. Cái sự ấm ức mà Tuyến cùng với anh chị em là những người những cổ đông vô cùng tâm huyết của UST ấy, đi lan tỏa với mọi người, trong đó người thân, người quen của mình đều là gặp phải là những trường hợp mà những người nhà mình không hiểu được. Những người nhà mình không hiểu được cho mình rằng thế nọ với thế kia, thật là buồn, bởi vì là những người thân người quen của mình là không có cái sự nhìn nhận một cách thấu đáo quý vị nhé, không nhìn nhận cái sự việc này một cách thấu đáo. Còn Tuyến đảm bảo rằng nếu một người nào đó nhìn nhận một cách thấu đáo như Tuyến hoặc như em Phượng này, như là anh Khải này chẳng hạn, em Phượng Đỗ hoặc anh Khải chẳng hạn, thì chắc chắn một điều rằng quý vị sẽ cực kỳ thấu. Nếu mà quý vị nhìn một cách thấu đáo nhé, quý vị hiểu từ chân tơ kẽ tóc của cái người mà có hơn 200 bằng phát minh, lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của toàn thể người dân trên toàn thế giới này này quý vị này, thì quý vị sẽ hiểu được, quý vị sẽ nhận biết được, quý vị sẽ phân tích được đâu là người tốt, đâu là người xấu quý vị ạ. Bản thân chị Cao Thu, chị Thu cũng phải đấu tranh, cũng phải giấu anh xã từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 anh xã mới đồng hành. Ok chị Thu nhá. Anh Chuẩn đây rồi, em chào anh Chuẩn. Chị Thu và một người chị, một trong những nhà cổ đông vô cùng tâm huyết của tập đoàn UST. Và để nói là cái tình yêu mà yêu ngài chủ tịch ý quý vị ạ. Chị Cao Thu nói là quyết định gói đầu tiên là 2.500 đô chủ tuyến hạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị, em rất cảm ơn chị, và em cũng gọi là gì ạ. Khi mà anh chị em chúng ta là những người xa lạ chưa quen nhau, nhưng mà khi mà đến với UST này thì đương nhiên là có cái dòng máu nó đang cuồn cuộn, nó chảy ở trong huyết quản của em, cũng như là trong huyết quản của chị Cao Thu, đúng không ạ? Và trong huyết quản của tất cả quý cô chú anh chị em là những người biết hiểu sâu về UST thì đều đang coi như là chảy cuồn cuộn trong lòng. Cho nên là chúng ta có những cái tầm nhìn nó trùng nhau, có những cái tư duy, gọi là những cái tư duy ngược nhé quý vị nhé, tư duy ngược trùng nhau. Những cái người mà gọi là anh chị em chúng ta này này là có cái tần sóng thoát ra nó như nhau, có cái tầm năng lượng nó như nhau, thì thành ra đương nhiên như tất cả quý cô chú anh chị em cũng như Tuyến đây, từ những người mà xa lạ chưa hề quen biết thì đương nhiên nó trở thành những người cực kỳ thân thiết quý vị ạ. Đúng là như thế. Chào em Vũ Ngọc Quyết nhá. Chào em Vũ Ngọc Quyết. Em Vũ Ngọc Quyết lại chuẩn bị lên vào tương lai của anh Tuyến nhá. Hôm qua đang nói chuyện một lúc ấy thì là chắc là Vũ Ngọc Quyết gặp phải có cuộc điện thoại nào đến hay gì, thế là Vũ Ngọc Quyết là bị ao ra đúng không? Đó quý vị ạ. Tuyến thật ra là rất là vô cùng biết ơn quý vị ạ. Vô cùng biết ơn ngài chủ tịch Anatoly Zhurikhi, là người đã là một người có rất có tâm, đã dành những cái cổ phần cho tất cả những người dân nghèo trên thế giới. Và chỉ trong một cái thời gian rất ngắn thôi là Tuyến nhận thấy được là đây nó là một cái cơ hội rất tốt, một cái cơ hội mà thay đổi cuộc đời Tuyến.
Và như là những lần trước Tuyến cũng nói đó, Tuyến mở toang cửa ra đón cái cơ hội này và ôm thật chặt, quý vị ạ, ôm thật chặt cái cơ hội này như ôm người yêu của mình, như ôm vợ của mình ấy ạ. Và gì ạ, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Tuyến hành động, hành động quyết liệt, quý vị ạ, hành động điên cuồng luôn để làm sao nắm giữ được những cái cổ phần vô cùng giá trị này, quý vị nhá. Và chỉ trong một thời gian ngắn thôi là Tuyến cũng đã nắm giữ cho mình được cái số lượng cổ phần vô cùng giá trị, quý vị ạ. Và cũng rất là may mắn khi mà đó là tháng 6, mùng 5 tháng 6 năm 2023, thì cái thời gian đầu tư của Tuyến thì nó kéo dài nhanh á, nó chỉ kéo dài khoảng 2 tháng. Và thật là vô cùng là vinh dự là cái đợt tháng 10 năm 2023 ấy, quý vị ạ. Đợt tháng 10 năm 2023 ấy, thì một bà chị ở tuyến trên của Tuyến có nói rằng là có một đợt sang công tác ở bên Dubai, ở bên tập đoàn bên Dubai ấy, thì em nên sang bên đó để em kiểm chứng, để tăng thêm cái lòng tin, cái niềm tin trong người em. Thế thì Tuyến có nói với cả chị là: chị ơi, đối với em bây giờ nó là niềm tin của em, nó là niềm tin tuyệt đối, niềm tin rất tuyệt đối luôn. Không ai có thể là bảo em thế nọ, bảo em thế kia được, bởi vì nó gọi là sức mạnh của niềm tin ấy mà, quý vị mà. Sức mạnh của niềm tin tuyệt đối có thể biến điều không thể thành có thể, nó chính là như vậy đó, quý vị ạ. Nhưng chị của Tuyến có nói rằng là chị thì lại không đạt cái doanh số để đi cái đợt này, không đạt cái tiêu chuẩn để đi đợt này. Nhưng em thì em đạt được cái tiêu chuẩn em đi đợt này. Đó là cái gọi là cái sang dự cái buổi lễ khai trương câu lạc bộ Premium Group toàn cầu với quý vị ạ. Premium Group. Và chị có nói như thế thì Tuyến cũng bảo vâng, nếu mà chị nói thế thì em đi. Thế thì Tuyến được đi sang bên Dubai ngày 11 tháng 10 năm 2023, quý vị ạ. Công tác bên đó là 5 ngày. Đến ngày 16 thì về. Và trong 5 ngày đấy, đó là những ngày... đúng rồi, khai trương câu lạc bộ VIP, đúng rồi, Phương Đỗ. Những ngày mà những cái dấu ấn trong 5 cái ngày đó không bao giờ quên được trong cái cuộc đời của Tuyến, quý vị nhé. Bởi vì Tuyến là một người xuất phát, điểm xuất phát là thấp. Một người dân rất bình thường thôi. Không có gì là phải thì, không có gì là phải cao sang hay là gì. Một người dân rất bình thường. Chúc mừng anh Tuyến. Ok em Phượng Đỗ. Một người dân thật là bình thường. Thế khi mà gặp được cái cơ hội này thì với cái tầm nhìn, với cái gọi là cái tư duy của mình, thì mình nhận biết ngay đây nó là một cái cơ hội kim cương và mình đầu tư luôn. Sau đó thì được đi sang bên đó, được gặp chủ tịch này, được gặp chủ tịch. Mà trong cái buổi live stream trước, Tuyến còn nói là Tuyến ôm chủ tịch như là ôm người cha của mình, như là ôm báu vật của đời mình, quý vị ạ. Và ôm chủ tịch rất lâu, trước hàng trăm con mắt, trong đó gồm 28 cổ đông VIP của Việt Nam nhé, và 180 doanh nhân trên toàn thế giới chứng kiến cái việc đó ở tại bầu trời Dubai, quý vị ạ. Ở tại bầu trời Dubai, cảm giác tuyệt vời lắm, quý vị ạ. Và Tuyến được là ngài chủ tịch này, và có một cái bức ảnh là Tuyến hai tay hai bên, một bên là ngài chủ tịch, một bên là ngài là bà tổng giám đốc Nadia Kosareva ấy ạ, vợ của chủ tịch ấy. Và Tuyến được làm việc với cả giám đốc quỹ Evgeny Kedyashov và ngài đồng sáng lập quỹ là Alexei Sukhodolov, quý vị ạ. Và nữa là được bắt tay, được trò chuyện với cả một tỷ phú hàng đầu thế giới. Đó là vị Mohamed Kharif Al-Kindi, vị tỷ phú mua đứt cả cái giai đoạn 11 trong lộ trình 15 giai đoạn phát triển vốn của chúng ta ấy, quý vị nhé. Vị tỷ phú đã bỏ ra 25 triệu đô ấy
nó vào khoảng hơn 600 tỷ Việt Nam đấy, mua đứt toàn bộ cả cái giai đoạn 11. Quý vị ạ, thật là vô cùng vinh hạnh khi mà gặp được những người như thế, đúng không ạ? Nếu mà Tuyến cứ chỉ ở nhà thôi thì phải nói là gọi là ở nhà thôi mà gặp người nọ người kia cũng rất là khó. Gặp đơn giản như là một người dân bình thường ra mà gặp chủ tịch xã là cũng khó rồi, đúng không ạ? Gặp chủ tịch huyện hoặc chủ tịch thành phố thì càng khó hơn. Mà gặp anh Phạm Nhật Vượng ấy, tỷ phú hàng đầu của Việt Nam thì lại càng không bao giờ khó, đúng không ạ? Một người rất như bình thường như thế này thì làm sao mà có điều kiện mà gặp được những người như thế, làm sao mà có cái tư cách để gặp những người như thế. Nhưng đến với UFT này là cho Tuyến tất cả những cái gì mà người ngoài kia không có. Quý vị ạ, tiền bạc có tiền bạc, tình cảm có tình cảm, và đặc biệt là những người trong UFT này là có, như là lúc trước Tuyến nói đấy, có cái tầng năng lượng, có cái tần sóng nó hợp nhau, thành ra là Tuyến với các anh chị em UFT hút nhau. Quý vị ạ, thật vô cùng tuyệt vời, tuyệt vời lắm quý vị ạ. Cho nên là rất là biết ơn lắm ấy quý vị ạ. Biết ơn ngài chủ tịch Anatoly Zhudnikiy, biết ơn quỹ Skyward Community SWC ấy, và biết ơn những người đi trước, những người đã đồng hành, những người đã, ví dụ như là thuyền trưởng Triệu Tâm là người nhé quý vị nhé, người đã đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên của chúng ta đã biết đến tập đoàn, đã khai thác những cái thông tin, đã gọi là tìm đấy thấy công nghệ này từ năm 2015 và đưa các cái thông tin đó về Việt Nam để cho những người như Tuyến hôm nay và rất nhiều hơn 400.000 nhà đầu tư trên toàn đất nước Việt Nam này hưởng được cái phúc đó quý vị ạ. Vô cùng biết ơn thuyền trưởng Triệu Tâm và các anh chị em là những người đi trước đã mở đường để cho Tuyến cùng với rất nhiều quý cô chú anh chị em hôm nay biết đến công nghệ UST, biết đến cái dự án giao thông vận tải này và nắm giữ được những cái cổ phần vô cùng giá trị này. Quý vị nhá, Quyết ơi, Quyết đâu rồi, Quyết lên giao lưu nhá. Vũ Ngọc Quyết, một người em ở trên Lai Châu, một người em ở trên Lai Châu. Quyết đâu rồi nhỉ? Hôm qua Quyết lên trên tường live của Tuyến, hai anh em nói chuyện với, tâm sự với quý cô chú anh chị em được một lúc. À, chờ em tẹo. Ok Quyết, nói chuyện được một lúc, thế là em Vũ Ngọc Quyết là làm, chào bạn Trình Ngọc Nhàn nhé. Em Vũ Ngọc Quyết cũng là một người em mà từ xưa đến giờ Tuyến chưa hề gặp được ở ngoài đời, nhưng mà chỉ qua những cái buổi live, Tuyến phát live như thế này và em Quyết vào, em Quyết tương tác, em Quyết ủng hộ, và đặc biệt là qua một cái buổi live của em Trương Ngọc ở trên Phú Thọ, Tuyến thấy là em Quyết em là người năng lượng lắm quý vị ạ. Em Quyết em là người vô cùng năng lượng, lên nói chuyện ấy thì Tuyến thấy được rằng là em Quyết là một người vô cùng năng lượng. Nói chuyện ấy thì nó hay lắm quý vị ạ. Đủ thấy được rằng là em Quyết là một người rất là tâm huyết, một cổ đông vô cùng tâm huyết. Hoàng Tuấn à? Ô, chào em Hoàng Tuấn Tuyên Quang. Ok Vũ Ngọc Quyết, đây anh mời em đây. Mời Vũ Ngọc Quyết tham gia buổi phát trực tiếp. Hello anh Tuyến. Hello. Hello Quyết. Hôm nay Tuyến ta còn nghe rõ không? Ô được rồi, hôm nay anh nghe rõ rồi. Hôm qua là do cái loa ngoài ấy, cái loa ngoài anh chưa gạt hết lên, thành ra là không nghe được. Xong bắt đầu đến khi về sau anh tò mò anh vào cái hình ẩn của nó ấy. Cái hình ẩn của nó thì anh thấy là cái loa nó kéo xuống, thế là anh mới kéo lên một cái, thế là từ đấy là nghe rõ. Mà hôm qua đúng là không tìm được ra cái bí mật nó. Hoàng Tuấn đang xem. Thế bây giờ như này Quyết ơi,
hôm nay anh cũng không anh thì bây giờ anh muốn anh mời em lên giao và em cảm nhận được là em cảm nhận được là cái giá trị tương lai của cái tập đoàn của chúng ta. Quý cô chú anh chị thì chờ em Vũ Ngọc. Anh Tuyến ơi, bên anh ơi, mạng bên em nhỉ, nó hơi chập chờn đấy nhỉ, em cũng không nghe rõ mấy. Anh còn được nghe rồi rõ. Chứ. À, thế à? Mạng bên em bây giờ căng rồi, căng đét rồi. Ừ, bên anh cũng thế mà. Nóng quá, hôm nay nóng hơn cả hôm qua. Hơi chập chờn một tí, anh Tuyến ạ. Anh kiểm tra lại cái mạng của anh xem nào. Là cái wifi của anh lại để ở trong phòng của thằng cu con thì chắc là nó lên nó đang học ở trong đó hay là em gái nó đang học ở trong đó ấy. Thành ra là nó bị ấy rồi nó hơi chậm một tí hay gì ấy. Nhưng mà anh vẫn thấy bình thường ấy chứ. Ok ok rồi, giờ lại ok này. Và anh Tuyến vừa hỏi em cái gì nhỉ, nó hơi chập chờn thì em không nghe rõ cho lắm. Anh muốn hỏi Quyết là rồi anh muốn hỏi Quyết là mời Quyết lên trên tường live của anh giao lưu với quý cô chú anh chị em đang trên live của anh này và Quyết hãy giới thiệu tên tuổi của Quyết này, Quyết đến Quyết là nhà Quyết ở tận đâu này, rồi là Quyết cái cơ duyên biết đến dự án vận tải dây của chúng ta ra sao này, và Quyết cảm nhận được là cái giá trị tương lai của cái tập đoàn mà anh em chúng ta đang rót vốn vào đây sau này nó sẽ, tức là cái giá trị tương lai sau này nó sẽ như thế nào nhá. Quyết hãy nói chuyện với tất cả mọi người trong tương lai của anh. À mà hình như là cả gì nhỉ, cả cái chia sẻ trong tương lai của Quyết hay gì nhỉ, anh không thạo lắm đâu nhá. Rồi ok không sao anh ạ. Ừ. Và em chào Tuyến nhé, rất vui mừng khi anh Tuyến mời em lên live giao lưu cùng quý cô chú anh chị trong cái tưởng live của anh Tuyến. Em giới thiệu, em tên là Quyết, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Lai Châu và năm nay là em 36 tuổi. Em biết đến UST thông qua người em nó chia sẻ trên Facebook thôi và cũng chỉ chia sẻ vắn tắt với cả nhà mình này. Thì UST nó là một tập đoàn về công nghệ giao thông thông minh và họ gọi vốn từ 2014 đến bây giờ, và cái giai đoạn này nó không phải là giai đoạn khởi nghiệp nữa, tức là giai đoạn này giai đoạn đã đóng gói và chuyển sang giai đoạn thứ hai, nó là giai đoạn thương mại kinh doanh. Từ 2021 rồi là tập đoàn chúng ta bắt đầu là đã kinh doanh. Về cái độ rủi ro thì từ những người mà đầu tư từ những năm mà trước 2021 trở đi là nó rất là rủi ro. Cái lý do vì sao? Vì em chia sẻ với cả nhà là một cái sản phẩm mà muốn kinh doanh là phải bắt buộc là phải chứng nhận và đóng gói công nghệ, chứng nhận đầy đủ. Mà đối với cái sản phẩm UST nó được một cái hạ tầng giao thông đổi mới, vận tải cấp 2, nó là một cuộc đột phá cách mạng
trong ngành giao thông vận tải. Được, cả nhà hình dung nó không phải là một sản phẩm đơn thuần nhé. Đó, một sản phẩm đơn thuần thì em không nói làm gì. Nhưng riêng UST nếu mà tìm hiểu sâu, quý vị sẽ thấy đây sẽ là một cái sản phẩm là cách mạng hóa trong ngành giao thông vận tải luôn. Ngành giao thông vận tải thì nó nhiều lắm. Thì nó bao gồm là đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đúng không ạ? Thì đó là ngành giao thông vận tải, đúng không ạ? Đó, nói về ngành thì nó lớn. Vậy thì giao thông cấp 2, UST nó là một ngành giao thông vận tải, nó là cấp 2. Tức là nó không giống như giao thông cấp 1 nữa. Giao thông cấp 1 thì đường sắt, đường thủy, đường bộ thì đó là giao thông cấp 1, tức là chạy dưới mặt đất. Còn giao thông cấp 2 là nó sẽ chạy cách mặt đất. Và riêng UST thì chạy cách mặt đất từ 15 đến 30 mét. Được chưa? Đó. Thì còn giao thông cấp 3 nó là đường hàng không. Vậy thì riêng cái giao thông cấp 1 với lại cấp 3 đấy thì nó đều có cái ưu và cái nhược điểm của nó. Nhưng mà để quý vị nhìn thấy được rõ được cái toàn cảnh tại sao giao thông UST nó ra đời, thì cái ngài chủ tịch Anatoly Yunicki này là nhà khoa học, là ông đã nhìn từ những cái năm 1970 rồi. Đó, 1977, thời kỳ mà ông còn ngồi trên ghế nhà trường học cấp 3 rồi, đúng không? Cái ý tưởng của ông ấy ra cái công nghệ Unique vận tải cấp 2 này là không phải là tự nhiên là ông ấy có cái ý tưởng đó, mà ông ấy là ý tưởng đam mê về vũ trụ, đúng không anh Tuyến? Anh Tuyến đâu rồi? Cả nhà hình dung nhận đó. Thì ông ấy muốn phát triển cái gọi là cái chinh phục không gian vũ trụ bằng cái công nghệ Spaceway cơ. Đấy, cả nhà phải biết lịch sử của nó đó, đúng không ạ? Cho nên nếu như cả nhà mới tìm hiểu, cả nhà không nhìn thì không hiểu được hết đâu. Đó, thì hôm nay em chỉ vắn tắt được khoảng 5-10 phút thôi, sẽ biết được cái lịch sử của công nghệ UST ra đời. Đó, thì ngài chủ tịch thấy là nếu như mà con người thì càng ngày càng tiến bộ và khoa học kỹ thuật càng phát triển, vậy thì chúng ta bây giờ dùng cái mạng Viettel hay mạng Vina hay mạng Internet hay mạng Wi-Fi thì bắt buộc đều phải dùng vệ tinh được chuyển cả. Thì những cái vệ tinh mà dùng cái cờ tàu vũ trụ ấy, nó cứ phóng lên thế, phóng lên, đưa ra ngoài khỏi mặt đất. Đó, thì bắt buộc là phải dùng các cái vệ tinh đấy để được chuyển. Ngay như là mạng Viettel của mình ở Việt Nam thì cũng phải mua được chuyển, mua vệ tinh. Vậy thì ngài ấy nhìn thấy từ những năm 1977 đấy mà con người mà cứ phát triển theo cái nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật khoa học như vậy. Thì mỗi một lần nó phóng vào tên lửa vậy thì nó đốt tầng ozone. Và cái tầng ozone thì nó đốt thủng thì nó rất là nguy hiểm. Đó là một cái lớp để bảo vệ cái trái đất hành tinh xanh này. Và khi phóng một quả tên lửa thì nó đốt gần bằng diện tích nước Anh. Cho nên cái vấn đề mà bây giờ biến đổi khí hậu này, ngoài vấn đề khí thải trong thì cũng vấn đề mà tác động ở bên ngoài đấy, tức là cái ánh sáng tia xạ mặt trời đấy. Một số các nước mà bị thủng tầng ozone thì sẽ bị gây ung thư da, bị hại mắt và ung thư da. Đó, cả nhà thấy nó rất là nguy hiểm. Và tầng ozone nó sẽ bảo vệ các cái tia bức xạ đấy. Và khi ông chủ tịch ông nghiên cứu là phải làm sao mà phát triển cái nền khoa học kỹ thuật, nhất là cái vấn đề chinh phục không gian vũ trụ gần đó, thì phải dùng một cái công nghệ là không dùng tên lửa đẩy nữa, mà dùng một công nghệ là phải gọi là bánh xe hành tinh, tức là bao quanh hành tinh, đưa các cái công nghệ kỹ thuật độc hại, đưa vệ tinh ra ngoài trái đất mà không bị phải dùng tên lửa đẩy. Đấy ạ, bởi vì nó ảnh hưởng đến môi trường, rồi là ảnh hưởng đến vấn đề chi phí, nó rất là tốn kém. Và từ đấy trở đi là ý tưởng Spaceway của ông ra đời. Nhưng mà để thực hiện cái ý tưởng Spaceway, cái chi phí của nó rất là tốn kém. Nếu như mà một nước Mỹ thì nó không, à toàn cầu chung tay vào thì nó không nhiều. Đó là một chi phí, nó khoảng rơi vào như ngày Unity ấy, thì ông ấy tính toán khoảng 2.500 tỷ đô. Nó sẽ bằng khoảng hơn 2 năm kinh phí quốc phòng Mỹ bây giờ đang tài trợ sản xuất vũ khí và tài trợ cho Ukraine là xung đột đánh nhau với Nga. Cả nhà hình dung ạ. Đó. Cho nên là từ đấy đi ấy, ông ấy đã sẽ dùng cái ý tưởng là phải tạo ra cái nguồn tiền để thực hiện được cái công nghệ Spaceway. Thế là ông ấy bắt đầu là dùng các cái ý tưởng và ông ấy nhìn thấy được cái nền kinh tế, nền xã hội phát triển. Và ông ấy từ đấy ý tưởng là công nghệ UST ra đời. UST sẽ hình thành, tức là các phương tiện vận tải cấp 2, đúng không? Và khi ông ấy trình bày ý tưởng ấy thì chả ai tin cả, kể cả tất cả các
chính phủ rồi tất cả nhà khoa học còn nói ông là ngáo ngơ, vợ ông còn không tin mà, đúng không anh Tiến? Anh Tiến cứ bật na loa là thỉnh thoảng giao lưu với em tí, bật mic. Đúng là thế. Ông ấy bảo vợ ông bảo không tin mà, và có những lúc ông rất là khổ, vợ ông còn phải dùng cái xích chó đánh ông, cực kỳ là một con người phải nói là cực kỳ gian truân khổ sở. Và ông ấy cả cuộc đời ông ấy nghiên cứu cái khoa học, cái công nghệ. Và ông khi ông đi gọi vốn, tập trung gọi vốn từ các cái nhà đầu tư lớn, người thì cũng cống hiến, à cũng tài trợ cho ông ấy, nhưng mà tài trợ vốn không đủ, người thì tài trợ thì ít mà đòi quyền lợi thì nhiều. Và khi đến các cái chính phủ ấy, thì kể cả chính phủ Nga, nói thẳng ra là không phải là người ta không biết, từ những cái năm 1991 trở về trước chính phủ Nga đã biết rồi, nhưng mà tại sao chính phủ Nga không tài trợ, kể cả chính các chính phủ Mỹ ước định tình, bởi vì họ ấy là nền kinh tế sản xuất dầu mỏ. Chứ khi công nghệ này ra đời thì nó sẽ ảnh hưởng đến về cái này. Cả nhà hình dung em nói là ở đây đấy, thì cả nhà hình dung là, cho nên em bảo là miệng mà nhanh như não là nguy hiểm. Chúng ta phải có một cái tư duy phản biện, có một cái suy nghĩ rất là thâm thúy thì mới ra được vấn đề. Chứ không phải đơn thuần mà nhìn thấy một phát là nói ảo tưởng mánh vẽ đâu cả nhà. Gọi là thuyết âm mưu trong đó cả. Và tất tần tật qua 7 lần thất bại là ngài chủ tịch đã dùng cái hình thức gọi vốn cộng đồng, và cái gọi vốn cộng đồng này nó hợp pháp trên toàn cầu, nó được chính phủ Mỹ và ô đã tổng thống, cựu tổng thống đúng không? Barack Obama ký năm 2012 đạo luật sót đó. Thì khi cái luật này ra đời thì cho phép tất cả các nhà đầu tư đấy, từ giàu đến nghèo, ai có quyền tài trợ vào những cái công ty khởi nghiệp, startup nghiệp. Và nhất là những cái startup kỳ lân này là cực kỳ là hiếm. Em quyết đánh giá là những cái startup kỳ lân như UST là cực kỳ hiếm. Phải nói là hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm mới có một kỳ lân này. Bởi vì một kỳ lân công nghệ, một cái sản phẩm công nghệ nó tạo ra giá trị lớn không đơn giản. Ví dụ như Google bây giờ nó đạt vốn hóa rơi vào khoảng hơn 2.000 tỷ đô. Microsoft là hơn 3.000 tỷ đô. Facebook thì bây giờ vốn hóa nó rơi vào khoảng 1.400 tỷ đô. Rồi là Apple cũng khoảng 2006, có lúc vượt ngưỡng là hơn 3.000 tỷ đô. Đó là những cái startup gọi là kỳ lân công nghệ. Kỳ lân công nghệ là thế nào? Tức là nó sẽ có cái giá trị vốn hóa lớn trên toàn cầu. Cả nhà mình nhớ, giá trị công ty nó lớn. Và giá trị đây phải đo bằng con số và tiền tệ. Cả nhà. Trên UST em quyết đánh giá này là họ gọi vốn từ suốt từ 2014 rồi cả nhà. Chứ không phải gọi vốn từ anh Tuyến này hay là em quyết hay là những nhà cổ đông trên toàn cầu. Nó gọi vốn hôm qua đâu, trên khi cả nhà phải tìm hiểu kỹ cái lịch sử của nó. Còn thực sự báo chí người ta chỉ nói là một phần góc độ nào đó thôi. Còn ai mà tin báo chí mà làm giàu được thì thực sự là em quyết khuyên là bây giờ đọc báo chí là phải có một cái tư duy phản biện, phải có một trình độ lớn, trình độ cao đấy mới đọc được báo chí đấy. Chứ còn báo chí mà làm giàu thì cần quá thì phải đi học, đúng không cả nhà? Đúng không? Đấy. Hôm qua em nghe anh Trung Nai mà em vừa buồn cười mà cũng vừa phải khâm phục anh. Anh cũng có nói một câu là nếu như báo chí mà dạy làm giàu thì mỗi nhà mua một cái tivi này, chả cần phải đi học đâu xa, chả cần phải học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ làm gì. Nghe hết VTV hay báo chí nó bảo cái gì thì làm cái đấy thì chắc chắn là sẽ giàu. Nếu mà báo chí nó dạy làm giàu, đúng không ạ? Báo chí là nó dạy con đường thành công. Báo chí mà nó chỉ cho mình cách gọi là đi thế nào cho nó đúng đắn, đúng không ạ? Người ta cũng chỉ là một cái kênh gọi là phương tiện truyền thông mà thôi, đúng không ạ? Thế còn cả nhà phải đọc kỹ trong kia YouTube đấy, đánh lên UST, Skyway lừa đảo đấy mà. Còn thậm chí là còn cả cái chú gì công an đeo kính ấy, xong là lên phát biểu như đúng rồi ấy. Người ta chỉ là làm ngành công an, người ta gọi là trong cái đấy. Cả nhà đọc kỹ nó gọi là cảnh báo. Chứ còn nếu như mà gọi là bây giờ nghiêm cấm nó sẽ khác. Cả nhà nhé, hai cái từ nó khác hoàn toàn. Nó khác hoàn toàn rất là nhiều. Nghiêm cấm với cảnh báo với lại gọi là cảnh tỉnh nó khác hoàn toàn. Những cái từ đúng không? Tôi cảnh báo thì cũng tốt thôi, để làm sao chúng ta mà nghiêm túc. Mà khi chúng ta nghiêm túc thì chúng ta sẽ thấy được cái mặt phải, mặt trái của nó, đúng không? Và đối với một cái sản phẩm em quyết đánh giá là nó mới ra đời này thì nó không phải dành cho số đông, thực sự là như vậy cả nhà. Đó, một cái ý tưởng, một cái sản phẩm và một cái gọi là cái chen mới, một cái xu hướng mới thì nó không dành cho số đông. Cho nên chúng ta thường thường hay có một câu, những người thành công, người ta bảo là thành công là không dành cho số đông, dành cho số ít. Và thành công là người thành công lúc nào có con đường riêng.
Và em Quyết với lại anh Tuyến ở đây thì chia sẻ thật với cả nhà là không bị ngáo ngơ đâu. Nếu như chúng tôi ngáo thì là nó phải là sự ngáo là tâm thần. Nhưng chúng tôi đang đầu tư vào một cái sản phẩm thật. Đầu tiên phải sản phẩm nó thật đó. Đúng không? Sản phẩm nó thật thì em Quyết đánh giá thời kỳ 4.0 là không những là cứ phải sò thế mà nó là thật đâu. Tức là nó phải có giá trị thật. Đó mới là sản phẩm thật. Zalo hay Facebook này em Tuyến với anh Quyết, anh Tuyến với em Quyết có nhìn thấy có sò thế đâu. Có phải là cục gạch cục đá cái điện thoại đâu. Tại sao vốn hóa nó vẫn hơn 1.000 tỷ đô? Bởi vì cái sản phẩm này nó là sản phẩm gọi là sản phẩm người ta gọi là sản phẩm vô hình đó. Sản phẩm hữu hình là những sản phẩm nhìn thấy đúng không? Còn đây là sản phẩm công nghệ, là sản phẩm vô hình. Nhưng riêng UST nó là sản phẩm công nghệ, là sở thấy, gọi là sản phẩm hữu hình, đúng không? Và em Quyết đánh giá UST sẽ là một cái startup và sẽ là một kỳ lân sau khi cái cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này nó gọi là bình ổn và kết thúc, thì nó cũng sẽ xuất hiện, nó là một kỳ lân mới, một cái xu hướng mới mà thế giới này đang cần đến và đang thèm khát. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao em Quyết nói vậy? Bởi vì xã hội này đấy, các chính phủ quốc gia này đấy, ai cũng vậy thôi, cũng muốn đất nước mình phát triển lên, xã hội lúc nào cũng phải đi lên chứ chả bao giờ xã hội đi xuống. Xã hội đi xuống thì đồng nghĩa với việc là trở về đồ đồng đồ đá, đúng không? Thời kỳ nguyên thủy, đúng chưa cả nhà? Cho nên xã hội là trải qua là phải đi lên. Vậy thì cái UST này, công nghệ này nó đang là đáp ứng cho xã hội này, giúp cho toàn cầu, cho tất cả các quốc gia là phát triển theo hướng là đi lên bền vững, đúng không? Và các quốc gia cũng đang đi tìm những cái giải pháp đó, giải pháp từ vấn đề về năng lượng, từ vấn đề về thực phẩm, về nông nghiệp ấy, đúng không? Bây giờ cả nhà mình hình dung đấy, cả nhà đọc báo chí thì thấy đấy. Mấy hôm nay ở ngoài miền Trung, miền Nam là thiếu nước ngọt này, rồi hạn hán này, hạn hán toàn nước, đúng không? Chúng ta chưa đưa ra được cái giải pháp và nó bền vững. Cái đấy là sự ảnh hưởng về tác động môi trường mà. Và UST cũng đáp ứng được hết. Môn sinh học thì cũng cung cấp được cho nền nông nghiệp Việt Nam mà. Đúng không ạ? Tốt hơn phân bón hóa học hay là phân bón hữu cơ rất là nhiều. Đúng không ạ? Cho nên là em Quyết đánh giá là không phải nói nhiều nữa. Còn bây giờ là ai cười cứ cười, ai chê cứ chê, không sao cả. Em Quyết với anh Tuyến và tất cả 400.000 cổ đông, cũng như là khoảng hơn 600.000 cổ đông trên toàn cầu, là hàng ngày vẫn tích cực ủng hộ và đóng góp để sở hữu cái cổ phần vô cùng quý giá của UST. Và anh Tiến nhé. Cảm ơn em Vũ Ngọc Quyết rất nhiều. Xin cảm ơn em Vũ Ngọc Quyết với những lời chia sẻ. Là những lời chia sẻ tận đáy lòng cũng như là Tuyến ấy quý vị ạ. Hiện tại mà, quý vị ạ, hiện tại anh chị em chúng tôi đây, có tôi, có em Quyết đây, là những người đang nắm giữ cái cơ hội gọi là, tôi nói là cơ hội kim cương quý vị nhé, cơ hội kim cương. Đó là sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO quý vị ạ. Có thể là trong live này thì cũng có quý vị biết, cũng có quý vị biết là cổ phần doanh nghiệp trước IPO nó như thế nào. Nhưng chắc chắn là cũng sẽ rất nhiều người không hiểu được, không biết được cái từ cổ phần doanh nghiệp trước IPO đâu. Tôi dám chắc chắn là như vậy, đúng không ạ? Bởi vì nói về cái thế giới đầu tư ấy, thì nói về gọi là cái trình độ đầu tư của dân Việt Nam mình nó rất là thấp, nó thấp lắm quý vị ạ, nó thấp lắm so với thế giới và cũng thấp lắm so với khu vực Đông Nam Á của chúng ta quý vị ạ. Tôi nói đơn giản ví dụ như là hàng xóm láng giềng đây có bên đất nước Singapore, đúng không? Đất nước Singapore là cái diện tích và cái số dân nó chỉ như là một tỉnh của Việt Nam thôi. Nó rất là ít, nó rất là bé. Thế nhưng mà gì ạ? Tại sao dân Singapore họ giàu lên như thế? Bởi vì đến 95% dân số Singapore là đều có những tài khoản, đều có những cái tài khoản chứng khoán cho quý vị nhé. Mà đến trong số 95% dân số như thế mà đến 60% là những 60% là những nhà đầu tư đều nắm giữ các cái cổ phần doanh nghiệp của nước ngoài quý vị ạ. Đấy, đây là đất nước Singapore nhé, đất nước coi như là trong khu vực Đông Nam Á của mình ấy. Và gần đây nhất là gì ạ? Gần đây là
là bên Thái Lan cũng thế đấy. Bên Thái Lan thì đến 65% dân số bên Thái Lan đều biết đến nắm giữ cổ phần doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng Việt Nam của mình có đến không phải có đến được có như được 0,2% là biết đến đầu tư, quý vị ạ. Cho nên từ bao đời nay rồi, đúng không ạ? Từ bao đời nay rồi, đời bố mẹ chúng ta, đời ông bà chúng ta, đời các cụ của chúng ta đều vẫn theo một cái lối mòn cũ, đó là lao động vất vả, đó là coi như là nhà nông ấy mà, thì quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, rồi là những cái bạn làm công nhân ở ngoài kia cũng vậy, tất cả bỏ thời gian công sức vào chỉ để đi xây dựng cái ước mơ cho người khác, đi xây dựng cái coi như là cái sự nghiệp cho người khác. Vậy thì bây giờ cái thời buổi chúng ta bây giờ đây này, quý vị này, chúng ta phải thay đổi đi. Chúng ta thay đổi từ cái tư duy của chúng ta đi, quý vị ạ. Chúng ta thay đổi từ cái tầm nhìn của chúng ta đi. Tại sao mà một cái đất nước Singapore nó nhỏ bé như thế mà tại sao cái dân số của họ, cái gọi là cái trình độ dân số của họ, cái kinh tế của họ nó lại mạnh mẽ như thế, nó lại giàu có như thế. Vậy thì chúng ta phải tìm tòi, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải biết cách nhảy chuyển đổi, quý vị ạ. Chúng ta phải biết cách nhảy chuyển đổi, chúng ta phải biết khai thác những kiến thức của những người thành công, biết khai thác sự thành công của những người thành công, quý vị nhé. Tuyến nói một cái sự việc đơn giản là như này này. Tại sao những cái doanh nghiệp, những cái công ty ở trong nước ta, ví dụ như là tập đoàn sữa Vinamilk là một, công ty bia Sài Gòn Habeco là hai. Tất cả những người dân chúng ta, trong đó là có con các quý vị, cháu các quý vị uống sữa của Vinamilk và uống bia của Sài Gòn chẳng hạn đấy. Mà đặc biệt là Tuyến nói đơn giản là về sữa Vinamilk nhé. Từ những năm 2012 và 2013, khi đó một số các đại gia Thái Lan, một số tỷ phú Thái Lan, người ta đã biết được, là người ta đã nhìn thấy cái tầm nhìn của Vinamilk sau này nó như thế nào. Nó là một miếng đất cực kỳ màu mỡ, cho nên là người ta âm thầm, người ta đi thu gom cổ phần doanh nghiệp của Vinamilk ngay từ những năm 2012-2013 để đến bây giờ như nào ạ. Mỗi khi mà những con người như là Tuyến, hoặc là con cháu của quý vị, hoặc anh em của quý vị, hoặc bố mẹ của quý vị sử dụng cái sản phẩm sữa Vinamilk đó, thì cái nguồn lợi nhuận, cái nguồn cổ tức ý, quý vị nhé, cái nguồn cổ tức theo cái thống kê mới nhất là mỗi năm rót đến 1 tỷ đô la Mỹ sang tài khoản, quý vị nhé, sang tài khoản của những người nắm giữ cổ phần của tập đoàn Vinamilk, người Thái Lan ấy, quý vị ạ. Đấy thì đó là chỉ một cái góc nhỏ thôi để cho quý vị hiểu được như thế nào là nắm giữ, như thế nào cái tầm quan trọng của cái việc nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO, quý vị nhé. Hiện tại thời điểm này, tập đoàn của chúng tôi này nó vẫn đang là một doanh nghiệp khởi nghiệp, quý vị ạ. Nhưng để mà bây giờ nó không phải là từ trong trứng nước nữa rồi, mà bây giờ là nó chuẩn bị tiến ra thị trường rồi. Những cổ phần mà anh chị em chúng tôi đang nắm giữ này sau này nó rất là giá trị, nó giá trị lắm. Thế còn nó giá trị như thế nào, bạn nào muốn tìm hiểu sâu sắc, muốn khai thác kỹ sâu sắc thì có thể gặp riêng tôi, hoặc có thể gặp em Vũ Ngọc Quyết ở Lai Châu. Chúng tôi là những người đã nắm giữ những cổ phần này rồi, chúng tôi là những người đã hiểu được cái doanh nghiệp của chúng tôi góp vốn này rồi, chúng tôi sẽ có đầy đủ tất cả mọi sự hỗ trợ, tất cả những kiến thức chúng tôi có thể trao cho các bạn, quý vị nhé. Chúng tôi trao cho một cách coi như là hết mình, chúng tôi không phải ái ngại cái gì cái việc đó, quý vị ạ. Cổ phần doanh nghiệp mà chúng tôi đang nắm giữ này nó quý giá vô cùng. Có thể là một bộ phận, một phần lớn dân số mình ở ngoài kia không hiểu những cái từ đó đâu. Và nói là có thể là nghĩ là chúng tôi là nói khoác nói lác, không phải là như thế, quý vị ạ, không phải như thế.
bọn tôi không phải là những con người nói khoác nói lác, và đặc biệt là tôi từ thuở bé đến giờ tôi không bao giờ biết nói khoác cho ai cả, tôi không bao giờ biết nói điêu cho ai cả. Có như thế nào chúng tôi nói vậy. Và đặc biệt là bây giờ chúng tôi đang là nhà đầu tư nắm giữ được cổ phần, cổ phần của tập đoàn UST nó quá rẻ quý vị ạ, nó rất rẻ. Cái gói đầu tư nhỏ nhất bây giờ nó chỉ tầm gói đầu tư nhỏ nhất bây giờ $50 nó chỉ có 1.3 triệu, nhưng mà quý vị đã nắm giữ được 700 cổ phần, và 700 cổ phần này là đã được định giá luôn là $700 quý vị nhé, một cổ phần bằng $1. Khi mà quý vị nắm giữ được một cổ phần cái thì đương nhiên là đã được định giá luôn là một cổ phần $1 quý vị ạ. Còn sau này nó phát triển như thế nào thì quý vị không thể tưởng tượng được đâu. Đây nó là cái mà khi mà tôi bước vào thế giới đầu tư này tôi mới khám phá ra được. Đây nó chính là đòn bẩy IPO quý vị ạ. Đòn bẩy IPO có thể giúp tài sản của quý vị tăng gấp hàng trăm lần quý vị ạ. Nếu như tôi không muốn nói hơn quý vị nhé. Một cái sản phẩm khi mà đòn bẩy IPO này áp dụng vào cái sản phẩm của chúng tôi này, cái sản phẩm của chúng tôi sau này sẽ cả toàn nhân loại đều phải cần đến, đều phải đi trên cái con tàu đó. Dù là quý vị hôm nay quý vị không tin, nhưng sau này quý vị rồi là con cháu quý vị vẫn phải đi trên cái con tàu đó. Và là doanh nghiệp của chúng tôi khi mà đã tiến hành thương mại ra ngoài rồi mà xây dựng ở bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ đâu, ví dụ như ở bên Indonesia, ví dụ như ở Ấn Độ, ví dụ như là ở Peru, Nam Mỹ chẳng hạn, rồi là ở Nam Phi chẳng hạn đấy, thì những cái nguồn lợi nhuận nó chính là gọi là cái dòng thu nhập thụ động đấy quý vị ạ. Những cái nguồn lợi nhuận tương các cái đồng tiền cổ tức đó sẽ rót về tài khoản chúng tôi là những người nắm giữ cổ phần gốc của tập đoàn, rót về tài khoản của Tuyến, rót về tài khoản của em Quyết, và rất nhiều những anh chị em đang nắm giữ các cái cổ phần vô cùng giá trị này của UST quý vị nhé. Nó vô cùng nó quý lắm quý vị ạ, nó quý lắm. Bởi vì là cái sản phẩm của chúng tôi này được ngài chủ tịch Anatoly Zhurikhi nghiên cứu từ năm 1977 cho đến nay, trải qua gần 50 năm rồi, với biết bao những cái gian khổ, biết bao những cái gian truân, biết bao những cái thử thách để có được ngày hôm nay quý vị ạ. Và khi mà doanh nghiệp nào mà đã tồn tại trường kỳ theo thời gian mà, đó nó chính là lửa thử vàng gian nan thử sức đấy quý vị ạ. Lửa thử vàng gian nan thử sức, mình không thể đánh giá được, coi như là có ý kiến nói đến với tôi là như nào, tại sao mà ông ấy gọi vốn lâu thế. Thưa với quý vị là như thế này, đây là sản phẩm này, nó là chủ tịch của chúng tôi đây là phát minh ra cả một cái tổ hợp giao thông quý vị nhé. Nó không đơn giản là một cái sản phẩm rất bình thường, mà cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm đòi hỏi cái độ trí tuệ rất cao, cái độ công nghệ, cái chất xám vào trong cái sản phẩm này vô cùng cao. Theo như là chủ tịch có nói rằng là một cái toa xe, một cái đầu máy toa xe nó không kém gì cái độ phức tạp bằng một chiếc máy bay quý vị ạ, bằng một chiếc máy bay Boeing. Cho nên là hiện tại bây giờ anh chị em chúng tôi là nắm giữ những các cái cổ phần này nó rất giá trị lắm. Hiện tại bây giờ thì có những các cái gói đầu tư như tôi đã nói, gói đầu tư nhỏ nhất là $50 bằng 1.3 triệu là quý vị nắm giữ luôn 700 cổ phần đã được định giá $700. Đây nó là tôi nói theo là cái bảng giá nhé, cái bảng giá áp dụng cho cái giai đoạn 15 này quý vị ạ. Tôi không phải là nói khoác, áp dụng cho giai đoạn 15. Còn nếu quý vị mà muốn cao hơn nữa thì có cái gói đầu tư $250, nó vào tầm khoảng độ 6 triệu rưỡi hiện tại, 6 triệu rưỡi Việt Nam đồng, thì quý vị cũng đã nắm luôn được 4.200 cổ phần, được định giá luôn là $4.200, nó vào gần 110 triệu đồng ý quý vị ạ. Từ 6.500.000 Việt Nam khi mà đầu tư thì đã có luôn là $4.200, $4.200 quy ra tiền Việt Nam nó vào gần
110 triệu quý vị ạ. Đây là hoàn toàn nhé quý vị nhé, đây là hoàn toàn là những lời, là lời sự thật quý vị ạ. Có thể là một vài quý vị bảo là tại sao nó lại lên lắm như thế, với cả là cái gì nhỉ, mật ngọt nguy hiểm. Không phải đâu quý vị ạ. Như thế là quý vị không hiểu, quý vị không chịu tìm hiểu. Quý vị không chịu tìm hiểu là cái giá trị của cái việc nắm giữ cái cổ phần doanh nghiệp tiềm năng trước IPO là như thế nào quý vị nhé. Cho nên là ngày hôm nay mà có quý vị nào đang xem trên live của tôi hoặc là xem lại, quý vị hãy lắng tâm, quý vị hãy mở cái lòng của mình ra, quý vị hãy mở cái tư duy của mình ra để tìm hiểu đến một cái dự án vô cùng là đỉnh cao này, vô cùng giá trị này, và đặc biệt là nó mang đến cho tương lai đời đời con cháu của chúng ta ấy, quý vị ạ. Ngày hôm nay quý vị nắm giữ cổ phần này, ví dụ như Tuyến nắm giữ cổ phần này, sau này có thể vài ba chục năm sau mà Tuyến không còn nữa thì cái cổ phần này đã được được tính thừa kế luôn cho con cái của Tuyến quý vị ạ. Nó mang tính thừa kế lâu dài quý vị nhá. Tính pháp lý thì vô cùng là minh bạch rõ ràng. Đó là những cái gì mà anh em chúng tôi muốn ngồi trên này lan tỏa đến cho quý vị, để cho quý vị hiểu, để cho quý vị biết được là cái việc quan trọng của cái việc nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO quý vị nhá. Và bây giờ mà anh muốn chuyển lời đến em Quyết, có thể là nói thế mà cũng anh em ta là cũng nói chuyện được hơn một tiếng với quý vị rồi. Em Quyết nói thêm một ít nữa, xong đó anh em ta nghỉ cho nó ấy nhỉ, cho nó đảm bảo sức khỏe để ngày mai lại tiếp tục nói chuyện với các bạn nhỉ. Mời em Quyết. Dự là chia sẻ với cả nhà, mẹ anh Tuyến là nói về UT, giá trị của nó là nó cả ngày không hết được cái tiềm năng của nó, giá trị nó lớn lắm. Quyết chỉ nhắn nhủ là những ai mà có khát vọng lớn, những ai có khát vọng lớn ấy, hãy nghiêm túc cuộc đời mình một lần, không cần nhiều đâu. Các quý vị bỏ ra 1-2 ngày nghiêm túc với nó, tìm hiểu tất cả các thông tin từ trái chiều đến đa chiều, rồi là từ những cái anti fan rồi đến những cái người như anh Tuyến này. Bọn em không phải nói ở đây trên cái hình thức là lôi kéo chào mời cả, bởi vì đây nó là một cái cơ hội thật để giúp quý vị bên lại cả nhà bứt phá được. Như Quyết vẫn nói, bứt phá về tài chính, bởi vì mình đang đi đầu tư vào một cái sản phẩm mà nó đang mang lại cái giá trị rất là lớn cho xã hội. Còn bản thân em Quyết cũng vậy thôi, anh Tuyến cũng vậy thôi, rất nhiều người cười chê bai, bởi vì những cái gì nó mới, những cái gì nó là cơ hội ấy, thì quý vị phải hình dung này, là càng chê bai càng quay lưng số đông ấy, thì chúng ta phải càng phải nghiêm túc với nó, đó mới là cái cơ hội. Còn nó mà cũng như cái điện thoại, nói điện thoại iPhone hay là như là cái TV ấy, Samsung chẳng hạn ấy, thì nói với trẻ con nó cũng biết ấy, thì thực sự nó không phải là cái cơ hội cho chúng ta. Cơ hội là nó phải dành cho số ít thôi, đúng không cả nhà? Cả nhà cứ hình dung ra ngoài kia, trên khi em Quyết mà đi đầu tư ấy, biết đến cái lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp ấy, là bây giờ em Quyết hầu như đi ra ngoài em Quyết không có tin vào số đông. Không phải là không tin ai mà không tin vào số đông, bởi vì phải trả lời luôn, nhất là về kinh tế nhé, chứ em Quyết không bàn về cái mấy cái câu chuyện ba lăng nhăng ở ngoài xã hội nhé, nhất là về kinh tế luôn. Bởi vì quý vị phải hình dung này, nếu như mà số đông mà luôn đúng thì người giàu ở trong xã hội này ấy, người thành công trong xã hội này nó không thuộc về số đông mà, đúng không? Thì cái người giàu với người thành công thì nó phải thuộc về số đông chứ. Nhưng tại sao mà số đông mà người giàu lại thuộc về số ít, người thành công lại thuộc về số ít? Vậy thì chứng tỏ ở đây cả nhà phải logic ra một dấu hỏi là gì, là riêng về vấn đề về cơ hội, về lĩnh vực đầu tư cũng như là về vấn đề tài chính, số đông chưa chắc đã đủ. Em Quyết khẳng định như thế. Và đến 90% nếu bàn về lĩnh vực về đầu tư với kinh tế, kể cả vấn đề về quả bạn bè anh em người thân mình mà đi khuyên bảo, nó chỉ là một góc độ nào đó thôi. Thực sự họ khuyên bảo hay là nghĩ này cũng tốt cho mình thôi, nhưng họ không có cái tư duy đầu tư. Nó giống không khác gì đi chữa bệnh này, đi hỏi thầy giáo. Chữa bệnh thì phải gặp bác sĩ ở nhà, đúng không? Đó. Và bác sĩ nào cũng không phải là chữa được hết các bệnh.
đúng không? Phải bác sĩ chuyên khoa đó, đúng không? Vậy thì đi đầu tư cũng vậy. Và em Quyết muốn coi cái cộng đồng này thì cũng biết được rất là nhiều thứ, chứ không nhất thiết là phải là đi làm giàu đâu, nhưng mà biết được về cái tư duy mới là cái quan trọng nhất, biết được về cái kiến thức tài chính mới là cái quan trọng nhất. Cái đấy là sẽ giúp con người mình phát triển cái tư duy, cái bản thân, cũng như là chuẩn bị được cái bản thân của mình khi có những cái gì mới, cái lĩnh vực mới, cơ hội mới là mình luôn sẵn sàng, là mình nhận được ngay. Chứ khi chúng ta cứ như tờ giấy trắng, chúng ta vẫn cứ đổ lỗi cho số phận thì cực kỳ là đáng buồn. Cuộc đời chúng ta là không có giàu nghèo không phải là số phận đâu cả nhà, nếu như cả nhà biết được cái tư duy đó. Và em Quyết chỉ nhắn nhủ một điều rằng UST đó là cơ hội dành cho tất cả mọi người, và việc của chúng ta là chỉ cần nghiêm túc thôi, không cần phải nhiều tiền đâu, không phải cần nhiều tiền như là mua xe hay là mua bất động sản đâu cả nhà, chỉ cần một vài đồng tiền lẻ thôi nhưng cũng có khả năng giúp chúng ta bứt phá được về tài chính. Như em Quyết đây thì cũng có nhiều tiền đâu, nhưng bây giờ em Quyết thì cũng bằng cái nỗ lực, bằng cái kế hoạch của mình thì cũng sở hữu được cái cổ phần, mà sau này cái tài sản của mình sau này thì rất là nhiều người cũng đáng là mơ ước khi UST nó thành công, đúng không? Và chỉ nhắn nhủ một mọi người một điều rằng là UST không còn xa nữa đâu, nó không còn ảo tưởng viển vông gì nữa đâu, và không có gì thay đổi thì sẽ khả năng là năm nay kết thúc gọi vốn, và cái cánh cửa sở hữu cổ phần nó đã đóng lại rồi. Và hôm nay rất là cảm ơn anh Tuyến đã mời em lên live, và chúc quý vị với anh Tuyến một buổi chiều là nhiều năng lượng và hạnh phúc. Ok em Quyết, xin cảm ơn em. Và cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đang trên tường live của Nguyễn Nam Tuyến nhé. Quý cô chú rất là biết ơn quý cô chú anh chị em, mặc dù rời trưa nắng nực như thế này, đáng nhẽ là quý cô chú anh chị em đáng nhẽ là phải đi ngả lưng đúng không ạ, phải đi tìm cái chỗ mát hoặc là ở vài cái quán cà phê cà phiệt hoặc giải khát nào đó đúng không ạ. Nhưng mà quý cô chú anh chị em đã vào trong tường live của Nguyễn Nam Tuyến này, nó cũng là ủng hộ Nguyễn Nam Tuyến và em Vũ Ngọc Quyết. Là Tuyến cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả những cô chú anh chị em đã vào trong tường live của Tuyến, đã xem Tuyến và em Quyết nói lên tâm sự, lên cái nỗi lòng, và cũng lan tỏa, đây nó cũng là cái lan tỏa cái giá trị UST của chúng tôi đến thật đông đảo mọi người, để cho mọi người nắm bắt được rất là nhiều người Việt Nam của mình ở ngoài kia, quý vị ạ, nhiều người Việt Nam của mình nghèo lắm, và đây nó là cái cơ hội để cho giúp người ta hiểu được, người ta biết được, giúp cho người ta thay đổi cuộc đời của người ta, quý vị ạ. Chỉ từ 1,3 triệu thôi, hoặc là mức cao hơn nữa là 6,5 triệu thôi, vậy đây nó là cái số tiền để mà nó chính là cái khối tài sản sau này của quý vị nhá, quý vị nhá. Sau này cái số tiền đó nó như là một cái gọi là 1,3 triệu thôi là đã có luôn một cái sổ lương hưu rồi, quý vị ạ. Thế còn 6,5 triệu thôi là có 4,200 cổ phần rồi. Sau này nếu như nhé, cái số cổ phần này mà nó 50 đô một cổ phần chẳng hạn, mà cái việc 50 đô với cả 100 đô một cổ phần của UST này nó rất là đơn giản thôi quý vị ạ. Nó rất đơn giản, bởi vì cái sản phẩm, nói về sản phẩm giao thông ấy thì không có bất kỳ ai ở trên thế giới này đều phải, mọi người đều phải sử dụng đến, quý vị nhé. Và hôm nay là cũng là cái buổi mà Tuyến với cả em Vũ Ngọc Quyết đã lên giao lưu cùng với cả nhà, và cũng bây giờ Tuyến cũng xin xuống live đây, cũng chúc quý cô chú anh chị em và cả nhà ta là một buổi chiều mạnh khỏe và năng lượng, và chúc quý cô chú anh chị em là luôn luôn yêu đời nhá, quý vị nhá. Tuyến xin xuống live đây ạ. Bye bye, xin chào cả nhà nhá, hẹn gặp lại buổi live sau nhá.